5 nét tướng của người phụ nữ dễ ngoại tình bậc nhất thế gian. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy May mắn, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Mỗi người sinh ra đều gắn liền với một số phận, có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng, nhàn hạ, nhưng cũng có những người số phận cực khổ, nhẫn nhịn, cam chịu, lận đận với sự nghiệp gia đình, tình duyên. Và đấy người ta gọi là số mệnh. Qua nhân tướng học của người xưa thì có thể nhận xét được số phận của một con người qua hình dáng bên ngoài của họ. Theo quan niệm của cổ nhân, những người đàn bà có tính lăng nhăng, thích ngoại tình sẽ sở hữu một số nét tướng đặc biệt. Dưới đây sẽ là 5 nét tướng để nhận biết kiểu phụ nữ ham mê nhục dục, không chung thủy trong chuyện tình cảm. Xin mời quý anh chị cùng đón xem. Bọng mắt to, thâm đen. Phụ nữ có bọng mắt thâm đen thường là người vô cùng ham hố chuyện chăn gối. Bản mệnh rất dễ dàng ngã vào lòng người đàn ông khác, ngay cả khi đó là lần đầu gặp gỡ. Hơn thế nữa, kiểu đàn bà này còn thích sống một cuộc sống tự do chăn gối. Người đàn ông nào bên cạnh họ không đáp ứng được nhu cầu ấy thì chắc chắn sẽ bị phản bội. Hoặc ngay cả khi phụ nữ sở hữu bọng mắt to, thâm đen, được sống vui vẻ thì họ vẫn tư tưởng tới những người đàn ông khác để tận hưởng cảm giác tươi mới hơn. Tuyệt đối không thể tin tưởng người phụ nữ có nét tướng xấu này và đừng bao giờ trao gửi chọn yêu thương. Mắt nhiều lòng trắng, lúng liếng. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên khi nhìn vào đôi mắt, người ta có thể đoán được phần nào tính cách của một người phụ nữ có đôi mắt lúng liếng, liếc ngang, liếc dọc, đong đưa, sẽ là người luôn thích thay đổi ngay cả chuyện tình yêu. Bản mệnh không thích đứng yên một chỗ, không thích yêu mãi một người, vì vậy họ sẵn sàng ngoại tình nếu cảm thấy ở bên người đàn ông khác hứng thú hơn. Hoặc không thì người này cũng sẽ gợi mở, mời gọi những người khác phái ở bên yêu thương mình, tán tỉnh mình. Mắt có nhiều lòng trắng càng chứng tỏ đây là người đàn bà có tâm địa không tốt, luôn thay lòng đổi dạ. Trán râu, vành tai lật, cuống tai nhọn. Bạn cần phải biết tai khác với vành tai. Tai to mà dày thì dù vành tai có thế nào thì cũng không đáng sợ. Còn tai nhỏ thì dù vành tai dày hay là cuống tai chắc, rủ xuống cũng là người đàn bà không có hậu. Nếu các quý ông gặp phải một người phụ nữ có vùng trán rô, vành tai lật, cuống tai nhọn thì nên tránh xa ngay lập tức. Bởi đây là tướng tai hiếm gặp và rất đen đủi. Đa phần, phụ nữ có nét tướng này thường rất cố chấp, bảo thủ, yêu chồng si nhưng rất dễ hận tình. Tính khí cô độc, đam mê tình ái quá đáng, thích tình một đêm và sẵn sàng xa chân vào nghề buôn hương bán phấn. Nếu các quý ông gặp phải kiểu phụ nữ có vùng trán rô, vành tai lật, cuống tai nhọn thì nên tránh xa ngay lập tức vì đó là người không có hậu. Phụ nữ có đuôi mắt dài cộng với mắt hơi ti hí, đích thị là người có tính trăng hoa. Đàn bà như vậy thường thích câu kéo đàn ông, muốn đàn ông phải chinh phục mình bằng càng nhiều càng tốt. Bởi đây là kiểu đàn bà hay liếc mắt đưa tình, nhìn trộm đàn ông và chỉ cần một ánh nhìn thì sẽ khiến cho trái tim bao chàng trai tan chảy. Khi được nhiều người thích, phụ nữ có đuôi mắt dài, luôn biết lợi thế của mình và không bao giờ dừng lại ở một người, ngay cả khi đã có gia đình. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy May mắn sẽ cùng quý anh chị luận giải về con đường tình duyên của 12 con giáp trong năm Canh Tý. Tình cảm của tuổi Tý vào năm 2020, xem vận trình tình duyên của tuổi Tý có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng, tuy nhiên do Thái Tuế Tý Thủy là cát tinh của Tỷ Kiên, con giáp này vốn là một trong 4 chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực Thái Tuế Thủy vượng nên ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Canh Tý không có nhiều nhưng không phải là không có, bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh cũng có được cơ may tình duyên. Tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Tý nên gạt bỏ những suy nghĩ định kiến quá cũ của mình, nếu có cảm tình thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận và tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay cô dì chú bác ở trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Những bạn đã có đôi có cặp thì cần phải tìm cách hâm nóng tình cảm, đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh cho đi mà không cần nhận lại. Năm nay, Thái Tuế lưu niên là Tý Thủy cũng tượng trưng cho những nơi vui chơi giải trí, quán rượu, bia. Trong năm, bản mệnh tuổi Tý dễ vì thú vui nhất thời mà gây ra tổn thương cho những người yêu thương mình.
phong thủy may mắn khuyên bạn nên hạn chế đến những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, cũng nên hạn chế uống rượu bia nếu không vì mất tỉnh táo mà sai phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Nơi hẹn hò của đôi lứa cũng nên tìm nơi sáng sủa, tránh nơi bờ sông bờ biển dễ gặp phải chuyện không hay. Để tăng cường nhân duyên cho mình, hãy sử dụng ngay pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn và hồ ly mắt bạc để chiêu mời quý nhân, tăng cường nhân duyên cho người tuổi Tý. Tình cảm của tuổi Sửu trong năm 2020. Xét về phương diện tình cảm, năm 2020 tuổi Sửu không có nhiều đào hoa cho lắm, song thứ tài các tinh vốn còn được biết đến với cái tên sao tình nhân, thái tuế lại có phần nghiêng về phía nam mạnh hơn là nữ mạnh, vì thế so với nữ tuổi Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò gặp gỡ, cũng có lúc là đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen, con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên, với nam mệnh đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái, cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Riêng nữ mệnh tuổi Sửu tuy có cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Những cô gái tuổi này nhớ đừng quá mức chủ động cà và cá tính, hãy dành cho đối phương cơ hội được thể hiện mình, tỏ thái độ bật đèn xanh nhưng cũng cần một lần chút bí ẩn thu hút để khiến cho đối phương phải có mong muốn chinh phục mới là lựa chọn chính xác. Song bản mệnh cũng đừng quá bị động, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim của hai người sẽ càng ngày càng xa cách. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu và Hồ Ly để tăng cường quý nhân tương trợ và kích hoạt nhân duyên cho tuổi Sửu. Về tình cảm của tuổi Dần trong năm 2020, tử vi tình duyên của tuổi Dần vào năm 2020 đào hoa không quá vượng, song tuế can canh kim sinh thương quan tinh, mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh nên nữ tuổi Dần vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Những cô gái tuổi Hổ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái, không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Song nữ mệnh nên lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới, bạn cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Với nam tuổi Dần còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới nên tình duyên đã ít kể càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình duyên ảm đạm quá mức. Để kích hoạt cung đào hoa, cần sử dụng vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất kết hợp với mặt dây chuyền Hồ Ly. Hai pháp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân kích hoạt cung đào hoa, giúp cho hòa hợp vợ chồng, may mắn trong việc lựa chọn bạn đời. Về mặt tình cảm của tuổi Mão trong năm 2020, tuổi Mão bước vào năm Canh Tý, thái tuế trợ đào hoa, hồng loan các tinh nhập mệnh, mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là sao đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa, tin vui tới tấp báo về. Con giáp này dễ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, cũng giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh thực tế nhưng khá là tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song tuổi Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm chỉ đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó biết trân trọng, giữ gìn trong tay mình, có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu bạn dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như là tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn.
Để tăng cường nhân duyên, người tuổi Mão cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp hợi Mão Mùi giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp gỡ người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó có cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Ngoài ra, với nữ mệnh thì cần sử dụng thêm mặt dây chuyền hồ ly để kích hoạt cung nhân duyên giúp tăng cường sự hấp dẫn với người khác phái. Tử vi tình cảm của tuổi Thìn trong năm 2020. Xem vận trình tình duyên tuổi Thìn đối với nam mệnh, tuy đào hoa không nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt. Bạn dễ dàng tự tìm được cơ hội tiếp cận với làm quen với người mình có cảm tình. Tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, song bạn hoàn toàn có thể tìm được nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Nữ mệnh tuổi Thìn thì không có nhiều biến động trong chuyện tình cảm, mọi thứ bình bình, không có gì đặc biệt. Người có đôi thì vẫn giữ được mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Thời điểm năm 2020, nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này để kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình. Mệnh chủ, hãy treo một bức tranh chim công hoặc là sử dụng một đồng hồ chim công treo tại phương vị đào hoa của mình để kích hoạt đường tình duyên cho mình, giúp chuyện tình cảm được thuận lợi, tiến tới khăng khít hơn nữa. Tử vi tình cảm tuổi Tỵ năm 2020. Xem đường tình duyên năm 2020 của tuổi Tỵ năm Canh Tý này, Thái Tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, Tuế Can ngự tại thiên tài tinh, con giáp này có nhân duyên khác phái vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xe tới đó, việc thành đôi hay không thì hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế, dù là nam hay là nữ mệnh thì tuổi Tỵ cũng cần phải học cách bao dung, bỏ qua cho nhau. Hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Cần phải giữ cho một trái tim nóng và cái đầu lạnh, quan sát hành động tinh tế nên đứng từ góc độ của người ấy để suy xét rồi mới đưa ra hành động. Mệnh chủ tuổi Tỵ thì nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể sẽ có được cơ hội tình cảm. Cũng có thể nhân dịp năm vận quý nhân mạnh nhờ người lớn tuổi giới thiệu khác giới phù hợp cho bản thân thì có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cùng với tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công. Với hình tượng chim công vừa mang tính quý phái, chiêu quý nhân tài lộc và đồng thời là vật phẩm phong thủy kích hoạt đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Về tình cảm của tuổi Ngọ trong năm 2020, không có nhiều đào hoa, Thái Tuế Thiên Quan Tinh là sao khắc giới của nữ mệnh, song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Con giáp này dù là nam hay nữ mệnh thì đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu áp lực về kinh tế lại hay ghen tuông, gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị lừa dối vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi Ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn tổng thể vận trình thì cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất trắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Để kích hoạt tình duyên cũng như là hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang thêm bên mình một vòng tam hợp dần ngọ tuất kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly. Tử vi tình cảm tuổi Mùi. Tuổi Mùi tử vi tình cảm trong năm 2020 dù là nam hay là nữ mạng đều khá vượng đường tình duyên. Những người còn độc thân cũng có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên thì bản mệnh cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp, luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể bản mệnh quá cả tinh thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu đựng quá nhiều hậu quả đáng tiếc. Phái nữ thì nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương. Những người đã lập gia đình thì nên chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Mệnh chủ tuổi Mùi đã kết hôn hoặc đang yêu đương, vì ảnh hưởng của hại Thái Tuế nền tảng không được chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa tình cảm lại gặp được canh kim thương quan, mệnh chủ tuổi Mùi dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như xung đột nhiều với người yêu.
hoặc là đồng thời cũng sẽ bị bên thứ ba phá rối. Phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba chen ngang cùng với người khác giới, kết giao phải giữ đúng chừng mực. Nếu như không có dấu hiệu tình cảm thì mệnh chủ tuổi Mùi đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho người mệnh chủ tuổi Mùi. Tình cảm tử vi tuổi Thân. Tình cảm của người tuổi Thân không mấy lý tưởng trong năm 2020, bởi cả nam và nữ đều khó gặp được đối tượng thích hợp. Bản mệnh không nên quá nóng nảy, bốc đồng, suy nghĩ, bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến những người khác giới có những suy nghĩ không hay về con người bạn, khiến cho chuyện tình cảm và hôn nhân đều gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, ít đến những nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Người đang yêu thì năm nay tình cảm có thêm một bước mới ngọt ngào mỹ mãn, nhưng nước đầy ắt tràn. Mệnh chủ tuổi Thân hưởng thụ vận đào hoa rất vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Tuổi Thân đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cùng với sự ổn định của gia đình. Nhưng do thương quan bất lợi cho phu tinh, nữ mệnh tuổi Thân thì vẫn cần thời gian kiên nhẫn đợi duyên tốt xuất hiện. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay chú ý cần phải mang bên người một bạt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tử vi tình cảm tuổi Dậu. Nhân viên của tuổi Dậu trong năm 2020 khá là tốt, đặc biệt là với những người còn độc thân, dễ tiếp xúc và có cơ hội gặp gỡ với nhiều người khác phái thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc là trong các buổi gặp mặt bạn bè đối tác. Bạn dễ gây được ấn tượng với những người khác giới, nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên, vì tác động của thái tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có dấu hiệu phóng túng quá độ hoặc là gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phạm đào hoa xấu, nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết. Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay cần mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tử vi tình cảm tuổi Tuất. Trong năm 2020, chuyện tình cảm của người tuổi Tuất không có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nam mạng thì gặp nhiều may mắn hơn là nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn, tuy nhiên nếu không dũng cảm bày tỏ giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây được ấn tượng với người khác giới thì cần chú ý lời ăn tiếng nói. Nếu có thời gian rảnh, không nên sống khép mình, nên tích cực tham gia các buổi giao lưu, tụ tập và tự tin thể hiện bản thân. Như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Với phái nữ, bản mệnh không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi, có cặp vào thời điểm này thì bạn không thể ngồi yên chờ đợi thời cơ mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng mình. Nếu trong mối quan hệ với mọi người thì cần giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, không nên nóng nảy khiến người khác có ấn tượng không tốt. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần phải dành thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung người ấy. Mệnh chủ tuổi Tuất năm nay cần chú ý phải mang bên người một mặt hồn ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm của tuổi Hợi vào năm 2020, tuổi Hợi đào hoa khá vượng, cho dù bản mệnh là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn dễ có được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng, vì thế ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bạn cũng cần phải không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu. Một khi tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì xôi hỏng bỏng không. Hãy biết giữ mình và giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi để lại thông tin mong muốn của mình ở phần dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau.